Dự kiến tháng 6 tới, tỉnh đưa 150 lao động làm việc thời vụ tại Hàn Quốc. Người lao động đáp ứng các yêu cầu sau. Đối tượng tuyển dụng, người lao động có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điều kiện tuyển dụng, nam nữ tuổi đời từ trên 30 đến dưới 55 tuổi, sức khỏe tốt, đã hoàn thành tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, không có tiền án tiền sự và có lý lịch rõ ràng, không bị cấm xuất cảnh khỏi Việt Nam hoặc cấm nhập cảnh vào Hàn Quốc, không có nhân thân đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc. Người lao động phải có bản cam kết về nước đúng hạn sau khi kết thúc hợp đồng và được bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn giới thiệu. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các địa phương thẩm định, hội đồng xét tuyển của tỉnh thông qua danh sách. Ngành nghề, nông nghiệp nhà kính, thời gian làm việc từ 3 đến 5 tháng, mức lương tối thiểu 38, xin lỗi khán giả, mức lương tối thiểu là 35 triệu đồng một tháng,